Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh TikTok của WTV và đây là ông Châu số 05. Đây là Châu số 05. Hello anh. Hello em. Cũng là một chợ trong những chợ phường Hải Sơn. Rắn vậy chứ, chắc chắn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.